Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 328298. Trong video ngày hôm nay mình sẽ phân biệt cho bạn hàng thật hàng giả của sản phẩm dầu gội Thick and Thin, Thick and Full Biotin Collagen mọi người nhá. Sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà hàng đầu của Mỹ và được rất là nhiều các bạn sử dụng. Đấy, nếu mà bạn nào mà muốn tóc mọc dày, nhanh, dài, mọc dày và dài thì bạn nên sử dụng cái dầu gội Biotin Collagen này. Đấy, nó sẽ dùng làm cho các bạn kích thích mọc tóc rất là tốt luôn. Cái thứ hai nữa là sản phẩm này ngoài cái thành phần nó giúp cho bạn tóc mọc tốc dày thì nó thành phần biotin collagen nó cũng sẽ giúp cho bạn bóng hơn, mềm mượt hơn và bồng bềnh hơn. Đấy, và nó một sản phẩm nó có rất là nhiều công dụng như vậy nên là đây là sẽ là một trong những lựa chọn của rất là nhiều các chị em. Tuy nhiên thì hiện nay thì thị trường nó rất là nhiều cái hàng giả của sản phẩm thick and full đấy, biotin and collagen. Do vậy là mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn phân biệt sản phẩm thật giả để làm sao mà chúng ta mua được sản phẩm chuẩn chính hãng, dùng có hiệu quả và an toàn mọi người nhá. Đấy, sản phẩm dùng nó rất là thích rồi, nhưng mà nếu mà không may mà mua phải hàng nhái thì thứ nhất là chúng ta vừa dùng không có hiệu quả, mà cái thứ hai nữa là nó pha tạp các loại chất hóa học các loại khác để nó làm mùi mè giống nhau thì nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu chúng ta. Cái da đầu nó rất là nhạy cảm, nếu mà dùng không đúng loại các bạn thấy là nó bị mẩn đỏ, bị ngứa, rồi nó sinh ra nấm ngứa đầu, đấy rất là nhiều cái vấn đề luôn. Do vậy là chị em phải cần lưu ý để mà làm sao sử dụng được sản phẩm chính hãng nhé. Trên tay mình đây là hai cái sản phẩm bao gồm là dầu gội đấy và dầu xả đấy, tức là dòng vừa chúng ta gội và dưỡng luôn đó. Và cái dài này thì hàng nhái thì nó cũng sẽ có là dầu gội, dầu xả. Đây là dạng dầu cặp, các bạn biết dầu gội cặp thì đi đâu thì chúng ta sử dụng, đi ra ngoài quán này, spa thẩm mỹ rồi gội đầu salon. Đấy, các bạn thấy dùng dầu cặp rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một bộ như thế này về dùng rất là thơm, bóng mượt và dày tóc, dài tóc nữa thì đây sẽ là một trong những lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho bạn luôn. Một cặp như thế này thì hiện tại thì có giá dao động từ hơn 380 cho đến 500.000 nếu mà các bạn sẽ mua vào từng thời điểm cũng như là từng nơi cung cấp sản phẩm này cho bạn. Tuy nhiên thì hiện nay thị trường thì giá hàng nhái thì nó chỉ rơi vào hơn 200.000 mà chúng ta đã được một cặp như thế này rồi thì chúng ta phải lưu ý nhé. Đấy, một cặp như thế này thì hiện tại thì mình đang phân phối cho khách hàng với giá là 400.000, đó là đã được một cặp luôn rồi. Đấy, các bạn có thể nhận hàng, kiểm tra hàng, ok thì chúng ta mới nhận nhé. Sản phẩm Thick and Thin bây giờ mình sẽ phân biệt cho bạn cái dầu gội nhé. Đây, dầu gội. Và các bạn thấy là trên tay mình có cả hàng nhái, hàng thật. Nếu mà nhìn qua như thế này, nó rất là khó đúng không ạ? Rất là khó cho bạn luôn. Nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt nhé. Đối với sản phẩm chuẩn thì ngay từ cái cách thiết kế ở bên ngoài thì các bạn thấy là nhìn màu cũng khá là giống nhau. Nhưng mà nếu mà nhìn qua một chút thì các bạn sẽ thấy này, đối với hàng chuẩn các bạn sẽ thấy là cái màu của nó sẽ là màu tím nhưng mà hơi xanh xanh một chút. Đây, đây chính là hàng chuẩn các bạn nhá. Đấy, dầu gội và cái dầu xả của hàng chuẩn đây. Còn đây là dầu xả và dầu gội của hàng nhái thì bây giờ mình sẽ phân biệt cho các bạn cái dầu gội đi. Đấy, mình sẽ phân biệt cho các dạng dầu gội, còn cái kia thì nó sẽ tương tự như vậy các bạn nhé. Đây, dầu gội. Đây. Cái loại này thì nó là dạng thiết kế rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy là mình cầm vào mình thấy là nó hơi chụt chụt nhưng mà rất là thích. Đấy, cầm vào chai nó rất là bồng, rất là kiểu như là rất là nặng tay ấy. Đấy, cầm tay rất là chắc tay. Đây, trên tay mình là hai cái sản phẩm hàng chuẩn này, hàng nhái này. Các bạn thấy là ngay từ cái nắp này, cái nắp đối với hàng chuẩn các bạn sẽ thấy là cái màu của nó vàng hơn, còn đối với sản phẩm nhái thì nó màu nó nâu hơn. Và khi mà sờ vào cái nắp đầu tiên là mình thấy là nó rất là dễ ra. Đấy, nó rất là nhẹ và rất là dễ ra, dễ bong. Còn đối với hàng chuẩn này, đó các bạn thấy là cái nắp nó rất là chắc mà nó có cái độ kêu rất là kêu. Nhưng mà cái hàng nhái thì nó làm điếu á, nên là nó rất không có kêu đâu các bạn. Đó, nó rất là kiểu như là nó rất là kém á, nên là nó bị mình lộn lại cái là nó bị chảy nước ra luôn rồi. Đó là về cái vấn đề ở cái nắp chai nhá. Khi mà quay lại như thế này thì các bạn sẽ thấy là đối với hàng nhái thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có Thick and Full ở đây. Đấy, Thick and Full. Đây là cái nhãn Thick and Full này. Đấy. Còn đây là cái nhãn nó không có cái chữ Thick and Full mà nó chỉ có nhãn là khác. Đó. Nên là các bạn lưu ý cho mình nhá. Đấy. Còn bên này, dãn bên này, nếu mà hàng chuẩn thì các bạn sẽ thấy là một cái tem như thế này. Tem tròn như thế này. Đấy. Còn hàng nhái thì nó không có các bạn nhá. Đấy. Thấy chưa? Tiếp theo là các bạn nhìn cho mình này. Đối với về cái tem chống hàng mã vạch thì đối với hàng nhái thì nó làm vào đây rồi mà cái màu của nó đậm và nó kiểu như là dạng là nó bị dính nước ướt ướt, nó hơi đen đen ra đó. Còn đối với hàng chuẩn thì các bạn sẽ thấy này, đấy, nó là cái hình, nó là cái dán ở bên ngoài
Đấy, nó là dạng mã vạch ở trên bên trái đây này. Đấy. Khi mà bung cái giấy này thì bạn tưởng tượng như là đối với hàng chuẩn thì nó rất là khó. Còn hàng nhái thì bạn sẽ thấy là nó chỉ là một cái lớp dán thôi. Đấy, một lớp dán mỏng ở bên ngoài thôi. Đây này. Đó, các bạn có thể bong rất là nhẹ ra là có thể ra được rồi. Còn đây là nó là cả một cái nhãn nó đi cùng với cái sản phẩm luôn. Nên là nó sẽ khác các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là các bạn nhìn cho mình này. Đối với cái sản phẩm 350ml như thế này thì hàng nhái thì chữ nó rất là nhỏ nhá. Còn hàng chuẩn thì các bạn thấy là cái chữ nó rất là to. Đấy. Bạn thấy chưa? Đó. Các bạn kéo cho mình xuống đít chai thì đối với hàng nhái thì nó không có gì cả nha các bạn. Đấy. Còn đối với hàng chuẩn thì nó sẽ có là lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, lô lót luôn. Đấy, các bạn thấy là rất là kỹ càng luôn. Đây. Đấy, nhìn rõ không ạ? Hơi khó nhìn một chút bởi vì cái màu của nó là màu tím tối các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chất dầu gội ở bên trong này. Chất dầu gội của cái sản phẩm chuẩn thì nó có độ bóng mượt và nó mềm, rất là mềm mềm và rất là mịn. Nó cực kỳ là thơm luôn các bạn nhé. Nó thơm mùi ngọt ngọt. Còn đối với hàng nhái này, các bạn sẽ thấy là cái chất dầu gội của nó là nó màu ngà sang hồng hồng tím tím. Nó rất là loãng và nó dạng như trơn, nó không có cái độ bóng như là cái hàng chuẩn đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó không có độ mượt giống như cái hàng chuẩn. Nó giống như là một cái dạng nước nhớt nhớt nhầy nhầy thôi. Đấy, dạng như giống như là thạch thôi. Đấy, nó không có nhìn ra được giống như cái sản phẩm dầu gội như thế này. Đấy, các bạn thấy là dầu gội thường thường mình bỏ ra, nó thường thường nó chứng có lớp này lớp kia, hoặc là nó có cái dạng bọt bọt khí bọt đó, nhưng mà đối với hàng này, hàng nhái thì nó không có gì cả. Về mùi thì nó hơi hắc hắc một tí các bạn nhá. Đấy nên là các bạn phải lưu ý. Đó là cái cách mà mình phân biệt cho bạn ngay từ bên ngoài, là các bạn ngay từ bên ngoài là các bạn có thể phân biệt được ngay cái sản phẩm nhái thật rồi. Đấy, cái màu sắc thì cái sản phẩm chuẩn thì các bạn thấy là nó hơi xanh ra một chút, còn sản phẩm nhái thì nó màu tím và cái nắp của nó màu nâu. Đấy, về chữ thì mình đã phân biệt rất là rõ rồi. Đấy nên là các bạn còn thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 thì mình sẽ phân biệt kỹ càng cho bạn, cũng như là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng sản phẩm cũng như là mua được hàng chính hãng nhé. Số điện thoại của mình là 0985 38298 và Zalo Facebook mình đều dùng số này luôn. Ok, xin chào mọi người.